Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi sơ di về táo nhé, đó là táo Kozu. Kozu là cây lai giữa Fuji và Japan và được phát hiện lần đầu tiên ở New Zealand vào năm 1994. Giống táo này là Lumak và được đăng ký là Kozu theo tên của từ Mao Di tượng trưng cho cuộc sống mới, sự phát triển, sức mạnh và hòa bình. Lần đầu tiên được giới thiệu vào Hoa Kỳ vào năm 2013 từ New Zealand, sau đó nó được trồng và sử dụng phổ biến tại Mỹ. Kozu tiếp tục làm hài lòng những khách hàng đang tìm kiếm sự vượt khỏi truyền thống với hương vị nổi bật, độ giòn lạ thường và một chút ngọt ngào của mật ong. Đặc điểm nổi bật của táo Kozu. Táo Kozu là một giống táo mới được lai tạo. Táo có nhiều sọc, màu đỏ đậm đẹp mắt, có một chút vàng nổi. Có vị ngọt, giòn, mùi thơm đặc trưng, da quả táo mịn, mượt. Đặc biệt táo Kozu ngon nhất khi ăn lạnh. Lợi ích dinh dưỡng từ táo Kozu. 1. Táo Kozu cung cấp chất xơ rất tốt, giúp ổn định lượng đường trong máu, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Đường tự nhiên trong táo không có tác dụng đối với bệnh nhân tiểu đường. 2. Giống như nhiều loại táo khác, táo Kozu chứa nhiều pectin và nhiều chất xơ hòa tan làm giảm cholesterol và chất chống oxy hóa. Đây là hai chất rất tốt cho việc phòng chống bệnh tim mạch. 3. Hàm lượng cao vitamin C và A hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể, kích thích sự thèm ăn và đồng thời tiêu diệt các gốc tự do gây suy mòn hay lão hóa. Hàm lượng axit thấp là lựa chọn tốt cho trẻ em và người già vì dễ tiêu hóa. 4. Giàu chất chống oxy hóa. Vì vậy, đối với những người cao tuổi mắc bệnh sa sút trí tuệ thì táo Kozu là loại trái cây tốt nhất. 5. Táo rất giàu boron và manga, giúp xương chắc khỏe. Boron có thể làm tăng đáng kể lượng estrogen trong máu và các hợp chất khác. Những hợp chất này rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự thiếu hụt canxi. Táo Kozu có thể được sử dụng trong một loạt các công thức nấu ăn. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại táo không chỉ có hương vị độc đáo mà còn có thể là một phương tiện tuyệt vời để khám phá ẩm thực, thì đây chính là loại táo dành cho bạn. Táo Kozu là một lựa chọn tuyệt vời cho những công thức nấu táo kinh điển như nước sốt táo hay món bánh tát táo mặn này, hoặc là món sườn heo sốt táo này chẳng hạn. Cách bảo quản táo Kozu. Bạn nên bảo quản táo Kozu trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 4 đến 8 độ C giúp táo giữ được độ tươi và giòn trong khoảng 1 đến 4 tuần. Không nên để chung với các thực phẩm có mùi khác như hành tỏi khiến cho táo dễ bị nhiễm mùi. Mẹo để táo không bị thâm. Bạn nên cắt táo nhúng qua nước lạnh có pha vài giọt nước muối loãng hoặc nước cốt chanh. Táo nhập khẩu chứa rất nhiều giá trị cho sức khỏe, vì thế nên việc tìm mua táo Kozu được rất nhiều chị em săn lùng. Để đảm bảo an toàn và chọn được sản phẩm táo tươi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, bạn hãy đến các cơ sở uy tín để mua. Nông sản Dũng Hà chúng tôi cam kết phân phối các mặt hàng nông sản sạch, an toàn cho sức khỏe. Ngoài bán táo Kozu, chúng tôi còn phân phối rất nhiều các loại trái cây nhập khẩu khác như quả Việt quất, quả cherry, táo Queen, táo Fuji Hàn Quốc v.v. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé!